Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 11 tây tháng 6 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có 2 video và ra mắt mỗi video cách nhau khoảng 1 tiếng. Trong video 2 của hôm nay, Việt Linh có 2 bản tin Hoa Kỳ và 2 bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Cũng lại là tin vui, thưa quý vị. Donald Trump, tên tội phạm đã bị kết án vừa hứng 4 đòn thăm dò thất bại trước Biden. Kính thưa quý vị, chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, Donald Trump và Tổng thống Joe Biden dường như vẫn bám đuổi nhau trong cuộc đua. Mặc dù kết quả của các cuộc thăm dò gần đây cho thấy là Biden có thể dẫn trước, Donald Trump hiện là một tội phạm đã bị kết án, đã bị ảnh hưởng bởi một số cuộc thăm dò trong những ngày gần đây, bao gồm cả những cuộc thăm dò cho thấy việc kết án trọng tội ở Manhattan có thể gây tổn hại đến cơ hội bầu cử năm 2024 của ông ta. Tôi sẽ tổng hợp ít nhất 4 kết quả từ các cuộc khảo sát gần đây có liên quan đến Trump, ứng cử viên được cho là của đảng Cộng Hòa và cũng là tội phạm đã bị kết án. Người phát ngôn của Trump, Stephen Chung, vẫn ngang bướng không chấp nhận kết quả. Ông ta vẫn tự tin với những kết quả thăm dò trước đây cho thấy là Trump dẫn trước. Lúc đó thì hắn ta lại cho rằng đó là những cuộc thăm dò công bằng, chính xác. Còn bây giờ cũng những kết quả, những cơ quan thăm dò đó, họ cho ra kết quả ngược lại. Thì Stephen Chung lại cho rằng đó là những cuộc thăm dò dối trá, sai trái, bị các đảng viên dân chủ mua chuộc kết quả, đó là giả mạo. Vấn đề thứ nhất, thưa quý vị, đây là kết quả một. Đó là Tổng thống Biden hiện đang dẫn trước ở các tiểu bang xung đột. Một cuộc khảo sát của CBS News YouGov công bố hôm Chủ nhật cho thấy là Trump đang dẫn trước Biden về tổng quát 50% so với 49%. Tuy nhiên, khi kết quả được chia thành 7 tiểu bang xung đột là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, thì những tiểu bang này có thể sẽ chứng tỏ tầm quan trọng trong việc xác định ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, thì kết quả đã bị đảo ngược và Biden đã nắm được con số 50% và Trump là 49%. Tỷ lệ sai sót là 3,2% đối với tất cả người chưa đăng ký và 3,8% đối với cử tri đã đăng ký. Cuộc thăm dò được tiến hành với 2.063 người Mỹ trưởng thành từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6. Chỉ vài ngày sau khi Trump bị tòa án thành phố New York kết tội 34 tội làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến việc cố gắng che giấu việc trả tiền giữ im lặng cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Và kết quả thứ hai là Trump đang đứng sau Biden trong số những người độc lập. Cuộc thăm dò tương tự của CBS News YouGov cho thấy rằng Trump kém Biden một chút về mức độ ủng hộ từ nhóm cử tri độc lập tiềm năng quan trọng. Cuộc khảo sát cho thấy rằng Biden được những người độc lập ưa thích nhiều hơn Trump 2 điểm, tức là 50% so với 48%. CBS News lưu ý trong các nhà phân tích dữ liệu của mình rằng có một số quan điểm chống Trump trong số những người độc lập hiện đang ủng hộ Biden. Và phần lớn trong số họ hiện đang làm như vậy để phản đối Donald Trump. Ở những nơi khác, một cuộc thăm dò của Yahoo News YouGov được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 cho thấy là 41% những người độc lập cho biết là họ sẽ ủng hộ Biden vào tháng 11, so với 38% cho biết sẽ ủng hộ Trump. 10% cho biết là họ không chắc chắn mình sẽ bầu cho ai, với 11% nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu. Những cử tri độc lập và những cử tri chưa quyết định có thể chứng tỏ vai trò then chốt vào tháng 11.
đặc biệt là ở các tiểu bang xung đột, nơi tỷ lệ chiến thắng có thể rất nhỏ. Cuộc khảo sát của Yahoo News được thực hiện trên 1.854 người Mỹ trưởng thành và biên độ sai số là 2,8%. Và kết quả thứ ba là Biden ghi điểm cao nhất trong 10 tháng qua. Trong cùng cuộc thăm dò của Yahoo News YouGov, Biden 46% đã vượt qua Trump 44% để dẫn đầu cuộc đua lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023. Điểm 46% dành cho Biden là mức cao nhất của ông trong các cuộc khảo sát của Yahoo News YouGov kể từ tháng 8 năm 2023. Kết quả cho thấy là việc kết tội Trump có thể khiến một số cử tri không có triển vọng ủng hộ một tội phạm bị kết án vào tháng 11. Donald Trump cáo buộc vụ án hình sự là một cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị nhằm cản trở cơ hội chiến thắng của ông ta vào tháng 11. Và kết quả thứ tư, cử tri nghiêng về phía Biden nhiều hơn về kinh tế. Kính thưa quý vị, cuộc thăm dò của trường kinh doanh Ross của Financial Times, Đại học Michigan, cho thấy rằng ngày càng có nhiều cử tri nói rằng họ tin tưởng Biden sẽ giải quyết nền kinh tế Mỹ tốt hơn. Trong khi Trump, 41%, vẫn dẫn trước Biden 37% trong vấn đề được nhiều người coi là vấn đề lớn nhất của cuộc bầu cử, thì đảng Dân Chủ đã giành lại một số vị trí dẫn đầu của đảng Cộng Hòa từ 11 điểm trong tháng 2 xuống chỉ còn 4 điểm trong tháng 6. Eric Gordon của trường kinh doanh Ross cho biết rằng chiến dịch tranh cử của Trump nên lo lắng về việc ông ấy đang bị thu hẹp khoảng cách dẫn đầu về người mà cử tri tin tưởng vào nền kinh tế, bởi vì nền kinh tế là vấn đề lớn nhất đối với cử tri. Cử tri quan tâm đến nền kinh tế nhiều hơn là các vấn đề khác trong chiến dịch tranh cử như là nhập cư và chính sách đối ngoại. Để giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử, bạn phải thuyết phục cử tri rằng bạn sẽ làm tốt nhất công việc điều hành nền kinh tế của đất nước. Cuộc thăm dò của trường kinh doanh Ross của Financial Times, Đại học Michigan, được thực hiện từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 với 1.000 cử tri đã đăng ký và kết quả có sai số 3,1 điểm phần trăm. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Donald Trump đang mắc sai lầm lớn. Kính thưa quý vị, Donald Trump, một tội phạm đã bị kết án, có thể mắc sai lầm lớn nếu ông ta không chọn một người phụ nữ đứng chung liên danh mà điển hình là cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Donald Trump, một tội phạm bị kết án và cũng là ứng cử viên được cho là của đảng Cộng Hòa, vẫn chưa công bố công khai việc lựa chọn người tranh cử chung với ông ta. Nhưng mà những đồn đoán đã gia tăng trong vài tuần qua về việc người đó có thể là ai. Trước đây, có ý kiến cho rằng Trump có thể chọn một ứng cử viên nữ với Nikki Haley hoặc là dân biểu Elise Stefanik. Cả hai đều nổi lên như hai lựa chọn tiềm năng. Tuy nhiên, theo trang web kiểm tra tỷ lệ cược thì tính đến thứ năm, năm ứng cử viên có khả năng được Trump cân nhắc chọn lựa cho vị trí này lại đều là nam giới, không có nữ giới trong đây. Thượng nghị sĩ South Carolina Tim Scott, thống đốc North Dakota Doug Burgum, thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance, thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio và Ben Carson, cựu bộ trưởng phát triển nhà ở và đô thị từ năm 2017 đến năm 2021. Hôm Chủ nhật, thống đốc South Dakota Kristi Noem, bà ta đã nói rằng Trump nên chọn một phụ nữ làm người đồng hành cùng mình. Bà ta nói với CNN rằng tôi nghĩ rằng điều đó sẽ có lợi cho ông Trump. Theo cuộc thăm dò mà tôi đã thấy ở nhiều tiểu bang xung đột, rằng việc có được một phụ nữ giúp đỡ chiến dịch tranh cử của ông ấy sẽ tạo ra sự khác biệt tốt hơn một nam giới. Cứ 4 phụ nữ đảng Cộng Hòa thì có một người chưa quyết định, bởi vì họ muốn có một phụ nữ nói chuyện với họ về những vấn đề mà họ quan tâm.
Các chuyên gia bầu cử của Đảng Cộng Hòa nói rằng việc chuyển hướng khỏi một ứng cử viên nữ có thể là một sai lầm lớn của Donald Trump. Thomas Whelan, phó giáo sư giảng dạy chính trị Mỹ tại Đại học Boston, cho rằng Trump nên chọn cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, người đã rút lui khỏi cuộc đua tổng thống hồi tháng 3, và nói rằng tôi có thể nhìn nhận sự việc, và nói rằng Trump sẽ hoàn toàn là một kẻ ngốc nếu ông ấy không chọn Nikki Haley. Ông ấy đang khiến các cử tri nữ không tìm được người để chia sẻ, bày tỏ quan điểm vì lập trường hà khắc của ông ấy về việc phá thai và hành vi coi thường nữ giới của Trump trong những năm qua. Cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Nikki Haley sẽ giúp ông ta củng cố sự ủng hộ chính trị ở cả hai khu vực. Trump không được phép quên rằng Nikki Haley đã thu hút được 20% cử tri Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ. Vấn đề là Trump có lẽ sẽ không chọn Nikki Haley, bởi vì quyết định đó mang tính xung khắc và sĩ diện cá nhân giữa ông ta với bà Nikki Haley. Donald Trump rõ ràng không vui với những lời chỉ trích thẳng thắn trước đó của bà ấy. Đối với Trump, năm 1960, John Fitzgerald Kennedy, dù không đánh giá cao những cuộc tấn công của Lyndon B. Johnson, nhưng mà dù sao thì ông ấy cuối cùng vẫn chọn Lyndon B. Johnson làm người đồng tranh cử của mình. Nếu Trump không làm theo như Kennedy, thì ông ta có thể mãi mãi sẽ không có cơ hội tiến vào Tòa Bạch Ốc. Và Stephen Trump là người phát ngôn của Trump thì ông ta đã tỏ ý chê bai lời bình luận của Phó Giáo sư Thomas Whelan. Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ phụ nữ dự định bỏ phiếu cho Trump vào tháng 11 ít hơn tỷ lệ bỏ phiếu cho ông ta vào năm 2020. Trong khi đó, một số đảng viên Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu cho Nikki Haley trong các cuộc bầu cử sơ bộ đang diễn ra của Đảng Cộng Hòa để phản đối Trump. Thomas Giff, giám đốc sáng lập Trung tâm Chính trị Hoa Kỳ tại Đại học College London, Anh, cho biết Nikki Haley rõ ràng sẽ mang lại sự cân bằng, nhưng mà Trump khó có thể chọn bà, bởi vì trước đây bà từng lên tiếng chống lại ông ta. Bởi vì Donald Trump là một người ái kỷ ác tính rất cao. Ông ta không bao giờ chấp nhận sự bị chỉ trích, và nếu có thì ông ta sẽ không thể nào quên. Thomas Giff nói rằng Trump chắc chắn cần một người đồng hành có thể cân bằng tấm vé về mặt ý thức hệ và nhân khẩu học. Nikki Haley là người thực sự thích hợp về cả hai mặt còn thiếu đó. Nhưng tiêu chuẩn số một của Trump đối với một người phó dường như là tìm một cá nhân hết sức trung thành với ông ấy. Đó không phải là Nikki Haley. Người đã cáo buộc ông ấy là độc hại và thiếu sự rõ ràng về mặt đạo đức, cũng như những lời phê bình gây gắt khác. Donald Trump có tính thù hằn rất lâu và không muốn chịu thua ai cả, nhất là nữ giới, nên khả năng Trump chọn Nikki Haley xem ra có vẻ rất mong manh. Mark Shanahan, người dạy chính trị Mỹ tại Đại học Surrey ở Anh, cũng đã gợi ý tương tự rằng Trump sẽ chọn một phó tổng thống không đủ sức để làm lu mờ ông ấy. Việc lựa chọn người phó của Trump sẽ hoàn toàn xoay quanh Trump, ủng hộ những tuyên bố gian lận, sai trái, thuyết âm mưu của ông ta. Nhưng rõ ràng là bà Nikki Haley lại không phải là mẫu người dễ dàng chấp nhận đồng lõa với dối trá như vậy. Donald Trump từ lâu đã có lịch sử vây quanh mình là những kẻ cấp dưới, nịnh bợ, và không còn gì tệ hơn đối với ông ta nếu phải chọn một người bạn tranh cử có tiềm năng tỏa sáng hơn mình, đạo đức hơn mình một chút và không ủng hộ những tuyên bố gian lận. Các ứng cử viên tổng thống, họ thường thông báo lựa chọn người tranh cử vào những ngày và tuần trước đại hội đảng. Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng Hòa dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 tại Milwaukee, Wisconsin. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, lựa chọn chiến lược cuối cùng là sử dụng đề cử phó tổng thống để hàn gắn sự chia rẽ trong Đảng Cộng Hòa. Đây là những gì mà Ronald Reagan
đã làm vào năm 1980 bằng cách chọn George H.W. Bush, người nổi tiếng đã bác bỏ trọng tâm của kế hoạch nội địa của Ronald Reagan. Donald Trump có thể thực hiện hành động tương tự bằng cách chọn cựu thống đốc South Carolina Nikki Haley, từng là đối thủ chính khó khăn nhất và cũng là nhà phê bình gay gắt nhất, làm người đồng hành cùng ông ta. Mặc dù Nikki Haley sẽ là sự lựa chọn đáng ngạc nhiên nhất của Trump, nhưng bà ấy đại diện cho một thực tế rằng Trump và các cố vấn chính trị của ông ta sẽ khó có thể bỏ qua. Đó là bởi vì con số 20% số phiếu bầu sơ bộ sau khi bà ấy đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình. Nikki Haley đại diện cho một nhóm nhân khẩu học trong đảng Cộng Hòa, đa số là những người có trình độ đại học, giàu có và ở ngoại ô, thay vì là ở nông thôn và thị trấn nhỏ đối với những người luôn sẵn sàng nuôi dưỡng chủ nghĩa dân túy, dân tộc chủ nghĩa của Trump. Cho đến nay, có rất ít bằng chứng cho thấy là nhiều người ủng hộ Nikki Haley sẽ chuyển sang ủng hộ Biden. Nhưng mà một số có thể lặng lẽ rút lui khỏi cuộc xung đột và ngồi nhà vào ngày 5 tây tháng 11. Với Donald Trump, ông ta muốn kiểm soát hoàn toàn tư tưởng và sự trung thành của một người phó hơn là những lợi thế chính trị do người làm phó mang lại. Đó là bởi vì nỗi ám ảnh về cái lắc đầu của Mike Pence vẫn còn ám ảnh Trump cho đến tận bây giờ. Và bản tin Hoa Kỳ thứ hai, kính thưa quý vị, Donald Trump ca ngợi những người nổi dậy ngày 6 tháng 1 là những chiến binh. Kính thưa quý vị, Donald Trump hiện là một tội phạm đã bị kết án, đã tung ra thuyết âm mưu cho rằng cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1 năm 2021 là do cảnh sát dàn dựng tại điện Capitol Hoa Kỳ. Trump đã dành nhiều lời khen ngợi cho những người nổi dậy ngày 6 tháng 1 là những chiến binh vào cuối tuần qua. Và ông ta tuyên bố sai sự thật rằng các sĩ quan cảnh sát ở điện Capitol đã chào đón họ, mời họ vào điện Capitol của Hoa Kỳ trong cuộc bạo loạn năm 2021. Donald Trump nói tại một cuộc biểu tình ở Las Vegas hôm Chủ nhật rằng họ là những chiến binh, họ là nạn nhân của những gì đã xảy ra. Tất cả những gì họ làm là phản đối một cuộc bầu cử gian lận. Donald Trump lại tiếp tục lặp lại những tuyên bố sai lầm của mình về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Trump cũng tuyên bố sai sự thật rằng các sĩ quan cảnh sát đã thúc giục hàng trăm người ủng hộ ông ta xông vào điện Capitol bằng cách nói với họ, vào đi, vào đi. Tuyên bố rằng các sĩ quan cảnh sát hoặc đặc vụ ngầm của liên bang đã giúp dàn dựng vụ tấn công ngày 6 tháng 1 là một trong những thuyết âm mưu nguy hiểm hơn của phe cánh hữu, được lan truyền không chỉ bởi cựu tổng thống 45, một tên tội phạm đã bị kết án, và các đồng minh của ông ta, mà còn bởi một số thành viên quốc hội của đảng Cộng Hòa. Giám đốc FBI Christopher Wray đã làm chứng trước quốc hội rằng cơ quan này chắc chắn không tham gia vào vụ bạo lực tại điện Capitol. Và có rất nhiều giờ, những cảnh quay cho thấy rằng điện cảnh sát điện Capitol phải chống trả những kẻ nổi loạn để bảo vệ tòa nhà, mặc dù họ bị đánh đập, bị đánh đuổi và bị xịt chất chống gấu bởi những người ủng hộ Trump bạo lực. Tuy nhiên, Trump vẫn cố gắng tìm cách minh oan cho sự kiện ngày 6 tháng 1, gần 4 năm sau vụ tấn công. Ông ta mô tả những kẻ bạo loạn là nạn nhân và thề sẽ ân xá cho họ nếu ông ta được bầu lại làm tổng thống. Tại các cuộc vận động tranh cử của mình, Trump thường bật một bài hát do những người bị kết án ghi âm ngày 6 tháng 1 và bày tỏ lòng kính trọng đối với họ. Và bài bình luận thứ hai, kính thưa quý vị, cuộc họp quản chế đặc biệt của Donald Trump gây ra phản ứng dữ dội. Kính thưa quý vị, Donald Trump hiện là một tội phạm đã bị kết án, đang bị chỉ trích trong cuộc phỏng vấn quản chế hôm thứ hai, với một số người cho rằng ông ta đang được thẩm phán Juan Merchan ưu ái và đối xử đặc biệt cho thủ tục trình diện này.
cùng với luật sư Todd Blanche. Trump sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn ảo từ ngôi nhà ở Mar-a-Lago của ông ta, với một nhân viên phụ trách việc quản chế của thành phố New York, như một phần của quá trình tuyên án liên quan đến bản án hình sự của ông ta vào tháng trước. Vào ngày 30 tháng 5, một bầu thẩm đoàn ở Manhattan đã kết luận Donald Trump phạm 34 trọng tội làm giả hồ sơ kinh doanh trong vụ án tiền giữ im lặng. Và các chuyên gia pháp lý cho biết rằng mặc dù việc các thủ tục tố tụng này được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua Zoom đã được xem là một điều bất thường, nhưng đây có thể là lựa chọn tốt hơn cho tòa án, nơi sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông và yêu cầu các biện pháp an ninh bổ sung. Nhưng một số nhà quan sát không đồng tình với việc Trump được phép xuất hiện từ xa qua Zoom như đang ở nhà. Và đó là bằng chứng cho thấy ứng cử viên tổng thống được cho là của đảng Cộng Hòa đang được hệ thống tòa án của đất nước đối xử đặc biệt sau khi bị kết án. Nhà văn Seth Abramson nói trong một bài đăng trên X rằng không có lời giải thích thỏa đáng nào về lý do tại sao một kẻ phạm tội bị kết án này lại có thể có được một loại đặc quyền để thực hiện cuộc phỏng vấn quản chế qua hình thức trực tuyến Zoom, và lại còn được ưu ái có luật sư Todd Blanche ngồi bên cạnh. Người Mỹ có thể thấy giá trị của cách đối xử đặc biệt này. Đối với Trump, là cách mà không có bị cáo bình thường nào sống trên đất nước này có được đặc cách như vậy. Đúng ra, ông ta phải có mặt trực tiếp ở New York. Ông ta có một ngôi nhà ở đó mà. Ông ta có một chiếc máy bay riêng mà. Ông ta là một tỷ phú mà. Luật sư riêng của ông ta sẽ bay cùng ông ta đến bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nói tóm lại, với bất cứ bị cáo hình sự nào, thì họ phải có mặt ở New York, ngoại trừ Donald Trump. Ông ta đang được hệ thống tư pháp, tòa án của đất nước đối xử bằng một hệ thống hai tầng riêng biệt. Kính thưa quý vị, những người dùng khác trên nền tảng X tỏ ra khó chịu với một cuộc phỏng vấn ảo của Trump và nhân viên phụ trách quản chế của thành phố New York. Những người họ tin rằng đây rõ ràng là sự đối xử đặc biệt với bị cáo Trump. Một hành động cho thấy trước một bản án nhẹ như đánh khẽ vào bàn tay bằng một nhánh bông hồng vào ngày 11 tháng 7 sắp tới đây. Họ cho rằng hệ thống tư pháp Mỹ ngày càng yếu ớt đi. Cựu công tố viên liên bang và là luật sư dân cử của tiểu bang Michael McAuliffe nói rằng các cuộc phỏng vấn trình bày thường được thực hiện trực tiếp mà không có sự có mặt của luật sư bào chữa. Ông cho biết những cuộc gặp này cho phép bị cáo thiết lập mối quan hệ tốt với nhân viên quản chế, người sau đó sẽ viết báo cáo cho thẩm phán trước khi thẩm phán quyết định bản án. Nhưng McAuliffe cho biết trong trường hợp của Trump, thực sự ông ta gần như biết trước bản án của mình, theo kiểu dơ cao đánh khẽ, nên ông ta thực sự không cần quan tâm đến việc tạo ra một ấn tượng tốt đối với nhân viên quản chế của thành phố New York. Và hầu hết những kẻ phạm trọng tội bị kết án thường phải nộp bài kiểm tra ma túy. Nhưng vì bản án của Trump không liên quan đến các chất bị kiểm soát, nên tòa án có thể miễn kiểm tra ngay bây giờ. Martin Horn, cựu ủy viên bộ phận cải chính và quản chế của thành phố New York, nói rằng một cuộc phỏng vấn ảo trực tuyến qua Zoom có thể tốt hơn cho nhân viên quản chế, vì cuộc gặp trực tiếp với Trump có thể gây rối cho văn phòng quản chế và không công bằng. Sau khi nhân viên quản chế có được thông tin về lịch sử xã hội, tài chính, tội phạm và sức khỏe tâm thần của Trump, viên chức này sẽ viết báo cáo cho thẩm phán Juan Merchan, người giám sát phiên tòa và dự kiến sẽ tuyên án Trump vào ngày 11 tháng 7 tới, tức là chỉ 4 ngày trước khi bắt đầu của Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa, nơi Trump dự kiến sẽ được đề cử. Làm giả hồ sơ kinh doanh là một trọng tội có thể bị phạt tới 4 năm tù cho mỗi tội danh. Vì vậy, việc kết tội Trump về 34 tội danh theo giả thuyết
có thể mang mức án tối đa là 136 năm. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị. Nói đến sự ưu ái mà hệ thống tư pháp tòa án của đất nước, mà đại diện là thẩm phán xét xử Juan Merchant, dành cho một kẻ tội phạm đã bị kết án, là điều khó có thể chấp nhận được. Trong tình hình hiện tại, khi mà hệ thống tư pháp đang cần chấn chỉnh kỷ cương phép nước trước một tên tội phạm có 102 của đất nước này. Khi các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện tranh nhau tấn công thẩm phán, công tố viên và bồi thẩm đoàn của vụ án Trump, thì một hành động ưu ái này đã nói lên sự đầu hàng trước khi lâm trận của thẩm phán Juan Merchant. Mà giới chuyên gia luật pháp trên cả nước đã hình dung ra một bản án khó có mức án cao nhất, chỉ là quản chế, có giới hạn, hay thậm chí nhẹ hơn nữa, chỉ là cảnh cáo bằng văn bản. Còn chuyện nhốt tù Trump, chuyện đó nó cũng khó như mò kim đáy bể tại nước Mỹ, thưa quý vị. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành, hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.